Funny, come here. Bông ba chân mà bơi dữ ha. Này nó khoái bơi, nó ở dưới nước suốt luôn mà bơi vòng vòng trong này không à. Nó mới bơi đi xa. Nó khô mà bởi vì nó cũng già, nó mười mấy tuổi. Mười mấy năm. Phở này lừa biếng quá. Họ khỏi cho ăn tất niên luôn. Ăn tất niên mà vậy là thua rồi. Rủ đi bơi đi chơi được kia ở bên trên bờ không. Lười quá, hồi về không cho ăn. Chỉ có cho bông ăn thôi. Bông lại đây bông. Bông khơi miên. Cho bông ăn tất niên gà quay nha. Món yêu thích. Rồi từ lấy tiền YouTube thôi. Được 14 đô la một tháng rồi. Mua được bao nhiêu ta? Chắc được một con, hai con. Mua cho nó ăn 15 đô á. Cho nó ăn đi. Đó là lòng tốt của mọi người đã ủng hộ cho chúng ta đó. Nó đối mặt với sanh tử nguy hiểm vậy đó. Ông bà ngồi ở nhà chơi game điện tử luôn. Sướng vậy. Trời ơi, nghe nói cho ăn cái xuống nước bơi dập dập xíu ha phải này ha. Lười quá luôn rồi. Để tôi bơi 4-5 cây số rồi đó quý vị. Rái cá nó bơi xong nó đi đâu luôn rồi. Mấy anh em tôi bơi xong rồi đó. Giờ về đi mua đồ cho nó ăn. Mấy con chó. Cho nó ăn cho nó xuống cái thầy nó đi. Nó lười biếng. Ăn cho sướng thay rồi lười biếng à. Khổ ghê luôn. Thấy chúng sanh chịu khổ quá. Phở này ơi. Chị ơi, con ơi. Chị Bia go không? Mình xong rồi. Nãy bên kia bơi cát đảo không, qua đây bùn không, đất không. Đúng rồi, chi chi đúng rồi, bông đúng rồi. Ồ, bông kìa. Ồ, ồ. Trời ơi, con bé nó xiên chưa. Nó xiên để được ăn á. Ồ, ồ, xiên lại đây coi. Nó xiên lại đây coi, coi, coi. Ồ, ôi, bà ngoại. Bà ngoại xiên bơi dữ ha.